Chào các bạn, mình là Vương Sơn Hoàng, học sinh lớp 12 một trường trung học phổ thông Thuận Thành số 1. Trong kỳ thi vừa qua mình đã may mắn đạt được điểm số khá cao. Chào cả ba môn môn toán mình được 9,8 điểm, môn lý mình được 9,5 điểm và môn hóa mình được 9,75 điểm. Để đạt được thành tích như thế này thì mình cũng có thể chia sẻ cho các bạn một chút kinh nghiệm như sau. Về việc học ba môn này thì nói chung cũng cần phải có sự chăm chỉ về và có sự rèn luyện về mặt tư duy cũng như là làm bài tập. Với môn toán thì cần phải làm một số lượng bài tập khá lớn để có thể nắm bắt được hết tất cả các kiến thức của các chương và có thể làm được tất cả những bài mà có ở mức độ vận dụng cao. Với hai môn lý hóa thì trọng tâm của hai môn này là phải nắm thật chắc phần lý thuyết, và riêng với môn lý thì cần phải hiểu rõ bản chất của hiện tượng để vào phòng thi có một số hiện tượng lạ mình cũng phân tích và có thể làm được ngay tại phòng thi. Với môn hóa thì có khối lượng kiến thức, khối lượng lý thuyết rất là nhiều thì mình cần phải thường xuyên đọc lý thuyết để không bị mất điểm những câu lý thuyết. Còn phần bài tập của các môn này thì cũng cần phải thường xuyên lên mạng và xem xét một số bài tập nâng cao và một số phần vận dụng cao, có thể làm thật nhiều thì nó sẽ nâng cao được phần kỹ năng làm bài. Cuối cùng thì mình xin gửi lời chúc đến các bạn khóa sau là chúc các bạn có một mùa thi thật thành công và gặt hái được nhiều điểm số cao.